Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thống nhất người từ các tỉnh, thành phố khác đến hoặc về tỉnh Lâm Đồng và phải đăng ký với chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Người đến về tỉnh Lâm Đồng từ khu vực cấp 4, khi đi qua chốt kiểm soát và có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực. Kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ. Trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế trung thực và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh do khai báo không trung thực. Đối với người đến làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, hạn chế tối đa tiếp xúc với người xung quanh, chỉ làm việc tiếp xúc với các tổ chức cá nhân cần thiết, hạn chế việc di chuyển nhiều địa điểm khi không cần thiết, thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác. Các chốt kiểm soát phòng chống dịch thông báo cho Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn có người về để tiếp nhận và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Đối với người đến hoặc về tỉnh Lâm Đồng, từ khu vực cấp 1, cấp 2, thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của địa phương. Đối với người đến hoặc về tỉnh Lâm Đồng từ khu vực cấp 3, cấp 4, trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 có thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc có chứng nhận tiêm chủng đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, mũi 2 được tiêm đã qua 14 ngày trước khi đến Lâm Đồng và người đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh Lâm Đồng có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 mẫu đơn một lần vào ngày thứ nhất. Trường hợp tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 cách ly tại nhà, nơi cư trú 7 ngày và tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 mẫu đơn 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7. Trường hợp chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, người dân phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày và tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. Xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, mẫu đơn 3 lần, vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.